Quý vị chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Forex.com.vn ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, lạm phát luôn là một nỗi ám ảnh đối với nền kinh tế bởi nó có sức tàn phá kinh khủng. Thời gian gần đây, nỗi lo về lạm phát lại đẩy lên một lần nữa khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới không ngừng kích thích kinh tế. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích thì lạm phát không phải là vấn đề thực sự ở hiện tại. Cái quan trọng và nguy hiểm hơn lại chính là kỳ vọng lạm phát. Và hiện tại kỳ vọng lạm phát có thể bắt đầu vượt khỏi kiểm soát. Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề này nhé. Kỳ vọng lạm phát là gì và tại sao chúng ta lại lo lắng về chúng? Kỳ vọng lạm phát mô tả tỷ lệ lạm phát mà các hộ gia đình và doanh nghiệp tin rằng nó sẽ đạt được sau một thời gian. Kỳ vọng về việc chi phí sẽ tăng lên như thế nào là những yếu tố quan trọng tác động đến việc ra quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp và quyết định chi tiêu của các hộ gia đình. Nếu một công ty nghĩ rằng chi phí đầu vào sẽ tăng ở một mức nhất định thì công ty đó sẽ cần phải tìm cách để trang trải những chi phí tăng thêm đó. Họ sẽ tìm cách cải thiện năng suất nhưng phương án cũng có thể là tăng giá bán. Về phía hộ gia đình, lạm phát ảnh hưởng đến sức mua. Khi tỷ lệ lạm phát càng cao thì số lượng hàng hóa có thể mua được trong tương lai cùng với số tiền ở hiện tại sẽ càng ít đi và do đó nó có thể kích thích các hộ gia đình chi tiêu nhiều hơn ở hiện tại và cuối cùng lãi suất có thể bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lãi suất mà các tổ chức tài chính cho các khoản vay phụ thuộc một phần vào nhu cầu bù đắp lạm phát. Khi lạm phát tăng cao hơn, nó sẽ có tác động tiêu cực đến các tổ chức tài chính. Tương tự như với các hộ gia đình và các tổ chức tài chính cần bù đắp những tổn thất đó. Khi tỷ lệ lạm phát kỳ vọng càng cao, lãi suất cho vay càng cao. Tóm lại là chúng ta không chỉ phải theo dõi mức độ lạm phát hiện tại mà còn cần phải theo dõi cả những kỳ vọng về lạm phát trong tương lai. Và kỳ vọng lạm phát hiện đang gia tăng. Theo dõi dữ liệu kỳ vọng lạm phát ở đâu? Có nhiều chỉ báo về kỳ vọng lạm phát nhưng nhìn chung kết quả chúng đưa ra đều có xu hướng giống nhau. Ví dụ, chỉ số kỳ vọng lạm phát kinh doanh của IFD Atlanta trong tháng 6 đã cao hơn khoảng 50% so với mức trung bình, trong khi chỉ số của Đại học Michigan đã đạt mức cao nhất trong 13 năm vào tháng 5. Chỉ số tỷ lệ lạm phát hòa vốn tháng 5 của IFD St. Louis đều ở mức cao nhất trong khoảng một thập kỷ. Ngay cả cuộc khảo sát của các nhà dự báo chuyên nghiệp cũng chỉ ra rằng kỳ vọng lạm phát đang tăng lên và các nhà kinh tế thường không dễ thay đổi dự báo dài hạn của họ. Điều này cần rất nhiều yếu tố. Và điều quan trọng là các thành viên của IFD đang rất lo lắng về những gì đã xảy ra với các chỉ số đo lường kỳ vọng lạm phát và cách mà chúng tác động lên IFD. IFD có hai mục tiêu chính là ổn định giá cả và toàn dụng lao động. Hai nhiệm vụ đó có thể xảy ra xung đột. Nếu lạm phát tăng quá nhanh, IFD sẽ cần phải giảm tốc độ tăng trưởng và điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến thị trường lao động. Nếu tỷ lệ thất nghiệp quá cao, IFD có thể muốn tăng tốc độ tăng trưởng bằng các biện pháp kích thích, nhưng điều này cũng có thể khiến lạm phát gia tăng. Khi kỳ vọng lạm phát thay đổi đáng kể và có khả năng duy trì xu hướng thay đổi đó, IFD có thể phải thay đổi chính sách để ngăn kỳ vọng tăng quá cao, bởi vì các doanh nghiệp sẽ bắt đầu tính toán lạm phát vào các quyết định kinh tế của họ. Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn do kỳ vọng lạm phát tăng sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ, từ lãi suất, thế chấp đến thị trường chứng khoán. Hiện tại chúng ta chưa ở gần điểm mà IFD phải phản ứng với sự thay đổi kỳ vọng lạm phát, nhưng nếu xu hướng tăng tiếp tục kéo dài thì khả năng IFD có phản ứng sẽ càng cao. Điều đó đồng nghĩa với việc IFD sẽ nâng lãi suất. Hy vọng qua bài viết này, trader sẽ có thêm kiến thức về chủ đề kỳ vọng lạm phát. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào!